chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Cái tập này thì tôi đánh hơi trễ qua tuần mới bà rồi, nhưng mà thôi kệ đi. Tuần này đăng 2 cái. Bên đối thủ lần này thì không có con huyền thoại cấp cao nào hết, cho nên là tôi cũng sẽ không chơi Mirador nữa, mà chơi con nào đây. Tôi có mang Regi Eliki, nhưng mà cảm giác như là Regi Eliki phù hợp với hỗ trợ hơn. Sát thương thì tôi nghĩ tôi nên để con Raging Bow. Ui, bên đó cũng chịu chơi thiệt, không có một con huyền thoại cấp cao nào luôn. Sao bạn này suy nghĩ lâu thế? Chắc bạn nghĩ mình sẽ mang con huyền thoại cấp cao, cho nên là tôi pass qua cái khúc này chờ đợi này nha. Rồi đó, cuối cùng bạn đó cũng xong. Vô nào. Rồi con gì đây? Oslo Pro. Đối phương sử dụng mấy con Pokemon hơi lạ ha. Không sao, để xem nào. Tôi nhớ con Slowbro vùng Gala này là có khả năng đánh trước nếu có đặc tính Quick Draw, nhưng mà không biết đối thủ đang sử dụng đặc tính nào, nên tôi nghĩ tôi cũng sẽ gọi mưa. Xong sau đó tôi dùng Cuồng Phong với lại Hydro Ball. Hydro Ball nếu nó cầm theo Assault thì cũng hơi khó nhằn. Coi nào, để tôi coi coi. Trời đất, còn chút xíu máu à. Rồi, chiếc room dựng lên rồi. Nếu mà chiếc room đã dựng lên rồi thì giờ Zapdos đánh cuối cùng. Như vậy thì không có ok cho lắm. Tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục. Đấy, Thunderous thì chắc chịu được, còn Zapdos thì để sau đi. Tôi sẽ cho Charizard ra. Charizard thì tốc độ xài trong trick room là ok đó. Thực sự là tôi cũng không rành về con Slowbro vùng Gala cho lắm. Không biết là nó có cái gì đó mà tôi không biết nữa không ta. Ít khi đánh con này lắm cho nên là cũng không có rành gì nữa. Hy vọng là chúng ta có thể vượt qua được hai con này. Lúc nãy tôi thấy bên kia nó có con Ursaluna, chắc nó sẽ mang con Ursaluna. Ui chà, không ngờ tới chứ gì. Rồi, Fickle Beam. Đừng nói là... Bố mày còn sống. Cho mày chết. Wow, Charizard vậy mà chịu được ghê ha. Chiêu Fickle Beam lúc nãy nó có khả năng sẽ tăng gấp đôi sát thương lên 160 được, mà Charizard vẫn còn sống. Ghê, đỉnh thiệt. Rồi bây giờ sao đây? Tôi nghĩ là tôi có nên xuống sát với lại hai đứa này luôn không ta? Có nên Struggle Bug. Ok, giảm sát thương đặc biệt, nhưng mà thật ra cái này cỡ nào nó cũng chết rồi. Trời ơi, nó nhắm còn Thunderous rồi. Vĩnh biệt mày đi con. Bye bye nha. Con tiếp theo là con gì đây? Hai con này tôi không sợ lắm. Không biết con thứ ba của nó là con gì nhờ. Nào, ra sân đi nào. Iron Hands. Ok, con này thì sợ nha. Con này thì tôi sợ đó. Nhưng mà với khả năng được búp sát thương từ battery của Charizard thì tôi nghĩ chiêu Wild Storm này nó cũng sẽ dứt điểm được con Slowbro. Còn con Iron Hands thì tôi nghĩ chắc cấu được miếng máu. À, Iron Hands nhắm vô con Charizard. Thì cỡ nào nó nhắm vô con nào mình cũng không sợ. Y hơn. Ồ, con Slowbro đó có Shell Bell á. Ok, sao này cho nó cầm Shell Bell nhỉ? Hồi trước tôi cũng nghĩ Shell Bell chắc là vật phẩm cũng ok đó. Sau khi cầm thử nó hồi chút xíu máu rồi chán. Ồ,
Barcelona, trời ơi, nghi đầu trúng đó. Giờ còn Barcelona này hơi khó nhằn khi mà trời mưa vẫn đang còn. Nếu mà trời mưa vẫn còn thì tôi sẽ dùng weather ball được. Hình như lượt này hết trời mưa rồi phải. Sắp hết trời mưa chứ ta. Tôi nhớ hình như là xong lượt này là hết trời mưa luôn á. Mà nói chung để giảm hai bậc sát thương của nó. Trời ơi đau vậy. Không sao không sao, chúng ta còn giảm hai bậc sát thương rồi. Sống đi sống đi sống. Hên là mình đoán trước. Giảm hai bậc sát thương rồi, chứ nó không là con sắp đốt đi tông luôn rồi. Hết mưa luôn, hết trích trùm luôn. Ok, thì cũng được đi. Hai bên đều hòa nhau vậy. Mình hết sử dụng Weather Ball được thì nó cũng hết trích trùm luôn. Giờ Chacha bất ra sân thì... sao? Muốn gì tới đi nè. Tôi nghĩ tôi sẽ bảo vệ Chacha bất. Nó có vẻ đang nhắm vào Chacha bất. Nên đặt cược không ta? Tôi nghĩ tôi sẽ đặt cược vào chiêu Hurricane. Nếu mà chiêu này trúng, trúng cũng chưa chắc nó chết, nhưng mà nhiều rút được bao nhiêu máu của nó thì rút. Còn nếu mà hụt chiêu Hurricane thì mình đi luôn. Vô. Trời ơi còn có 1 miếng à. Cái gì vậy? Ủa? Gì? Betaya Berry. Ủa có lọ này nữa hả? Ok. Mừng quá nó nhắm vô con Chazabug. Giờ sao đây? Gì? Đau vậy? Ui. Sao con nó đánh đau vậy? Ủa nó đâu có được, nó đâu có được tăng boost energy đâu, sao nó đánh đau vậy ta? Hay đừng có nói với mình nó là... không. Chứ nó không có cầm Choice Band đâu ha. Tôi sẽ Terra cho nó hình hệ tiên. Terra cho con Raging Ball hệ tiên. Sau đó thì... dùng chiêu Snow. Xử được hai con này chứ. Mình đang trên cỡ thắng mà. Ê đừng có nói hụt nha. Tôi tưởng nó hụt con Ursaluna chứ. 95% mà cũng hụt một con. Ew, đau thế. À, critical hit. Sao nó hơn vậy? Trời ơi. Tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ... Làm sao đây? Sao con Iron Hand này nó đánh đau dữ ta? Tôi sẽ dùng lân để giảm bậc tấn công vật lý của nó. Còn cái này Rising Voltage, coi thử coi nó lấy được bao nhiêu máu. Sao tôi không mang một chiêu nào khác ngoài chiêu hệ điện ta? Eo, cái gì vậy? Mày đánh quá đau rồi cưng. Mày không được tồn tại nữa rồi. Mày đánh quá đau rồi. Sao nó đánh đau với ta? Sao có Iron Hands vô tay mình đánh chán lắm mà. Là giao trình nè. Protect nè. Tao không thua đâu. Không thể nào mà thua được. Thunder Punch. Hay chưa. Giờ giảm được thêm một bậc tấn công vật lý của nó nữa. Đừng coi thường bé bự. Giờ sao? Tôi sẽ Protect. Rồi Rising Voltage. Con nó có nhắm vô con Chacha Bug không? Yeah.
nó quyết sống mái với con Raging Bull luôn. Nó không nhắm vô con Shatterbug luôn. Con này cũng lì. Được rồi mày lì, tao cho mày lì thêm một lần nữa. Tôi có nên lừa nó thêm một lần Protect thử luôn đi. Chơi luôn. Ê, còn một miếng. Tuyệt. Rồi còn một miếng máu sẽ mất quá đỉnh. Thế ba. Rồi đó, hên quá. Rồi, trận đấu kết thúc. Chúng ta đã có phần thắng trong một bàn thua trông thấy. Qua tới trận tiếp theo thì... Ủa? Trận này cũng không có con huyền thoại cấp cao nào hả? Sao nay gặp hai bạn không mang huyền thoại cấp cao ta? Ok. Vậy lấy con bình thường thôi. Cũng không bình thường lắm nhưng mà lấy con bình thường thôi. Chơi cho công bằng chứ. Rồi. Đội hình cũ nha quý vị. Cái đội hình bên đây đang khá là chuẩn VTC luôn á. Còn đội hình bên mình thì gọi là fan thẳng VTC luôn. Không theo nguyên tắc nào hết. Rồi vô nè. Sợ gì? Có rung rẩy thì cũng qua hết rồi. Cũng xong rồi. Vô nè. Rigorab Incineroar, wow. Bạn này mới vô xuống sát dữ ha. Rồi bây giờ chúng ta đã bị khóa bởi đặc tính Armor Tail của Rigorab rồi. Không có quấy rối được bằng Frankster nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tạo mưa để giảm sát thương của con Incineroar xuống. Rồi dùng Weather Ball. Trời đất ơi. Sao nó đoán? Mày tưởng. Ủa sao nó đoán được mình? Cái bạn này cũng hay. Mấy bạn biết mình cầm theo Cover Cloak. Đỉnh á. Trick Room luôn. Wow. Rồi bây giờ con Incineroar đang là đứa nhanh nhất. Không sao, mình cho Cha Cha bớt ra. Rút con Thunderous về. Xong rồi Weather Ball vô con Incineroar. Hiding Shot. Con quỷ, con màu lèo. Sao mà tôi ghét con này dữ vậy không biết nữa. Gì đây, cho ra con gì đây? Rillaboom. Ok, The Storm. Ok. Bây giờ mình sẽ dẫn... Eo, con Ferrigrap. Thought Spray. Nó được tăng một bậc công đặc biệt sau khi sử dụng chiêu âm thanh. Ok, Weather Ball. Nếu mình đủ nhanh thì mình có thể dùng cuồng phong vô con Rillaboom. Nhưng mà bây giờ đang trúng Trick Room rồi. Mình không có đủ nhanh như vậy. Charizard thì có vẻ khá nhanh. Nhưng mà tôi đang không... Con Ferrigrap đang được cộng một bậc tấn công đặc biệt rồi. Nếu mà giờ không hạ xuống thì con Ferrigrap khá là nguy hiểm. Rút con... Zapdos về. Dù sao nó cũng có khả năng hạ được con Rillaboom với lại con... Incineroar. Cho nên là phải giữ nó lại. Gì? Ghê hả? Tôi tưởng là họ sẽ dùng fake cao vô. Trời ơi, hai đứa to con đánh hội đồng một em bé. Trời ơi, sao nó nhắm vô con sao cho bất vậy? Rồi, bạn này không dễ ăn rồi. Chết rồi. Giờ sao đây? Struggle bớt một lần nữa. Wild Storm. Trời ơi, đừng nói nhắm vô sao cho bất tiếp nha. Thiệt luôn.
Hai đứa bay dồn sức hai hiệp mới đánh được tao, tự hào chưa? Hãy xem đây, trả thù cho bạn tao nè. Eo, không có cha cha bất, sát thương cũng không cao lắm ha. Không sao. Mình vẫn còn ba con. Mình còn một tương lai tươi sáng. Bây giờ trời đang mưa. Tôi có nên giữ con? Ừ. Tôi muốn giữ con Zapdos lại để xử con Incineroar. Và dùng Raging Bolt để giảm sát thương của con Ferrigraph lại. Con quỷ này nó mạnh quá rồi. Tôi có thay đổi con Raging Bolt là cho nó cầm Booster Energy, với lại học chiêu Dragon Pulse thay vì là chiêu Rising Voltage. Hy vọng là nó sẽ hiệu quả. Coi nè. Sống giùm cái đi. Eo, cũng hơi đau đấy. Hai đứa bay. Ui trời ơi. Sao mà nhảy ra nhảy vô hoài. Trong đội hình vừa có Rillaboom, vừa có Incineroar, cứ nhảy ra nhảy vô là phải cao được đứa. Khó chịu nhờ. Wow. À. Hết mưa rồi. Tôi chỉ hy vọng là tôi có thể tạo mưa được một lần này nữa để con Zapdos ra sân thì có thể xài Weather Ball. Bây giờ thì Protect. Năm sau đó tôi sẽ dùng. Tôi nghĩ họ sẽ nhắm vô con Raging Bolt, cho nên tôi sẽ bảo vệ con Raging Bolt được này. Xong sau đó thì tạo mưa thêm một lần nữa nhờ, để dành cho con Zapdos. Cứ tạo mưa thêm một lần nữa đi. Bên kia cũng hên, hay chưa? Bên kia chắc là sẽ dựng Trick Room thêm một lần nữa. Ngu gì mà không dựng Trick Room đúng không? Chứ gì nữa, ngu gì mà nó không xài. Snow thêm một lần nữa. Xong sau đó thì mình sẽ dùng Wild Stone một lần nữa luôn. Dồn sức đánh hết hai tụi mày luôn. Ok, Burning Shot, ok. Ok, bị giảm một bậc tấn công đặc biệt rồi. Con quỷ đó phiền ghê luôn á. Nhưng mà nếu con Rillaboom ra đợt này thì mình được hồi một miếng máu. Cũng được đi. Mình bỏ trang bị Leftover ra rồi, cho nên là con Raging Bolt nó cũng cần hồi máu chứ. Giờ quan trọng là phải hạ con Ferrigraph nè. Con này chặn chi ưu tiên bực mình quá. Ok, miếng máu cũng được. Một miếng cũng là một miếng khi đó mà một gói khi no. Trời ơi. Hai đứa này nó lì. Hai đứa này nó lì. Đó, bảo vệ con Raging Bolt. Rồi sau đó Wild Storm một lần nữa. Hy vọng là nó sẽ nhắm vô con Raging Bolt. Nhắm vào tao này. Đừng có nhắm vào bạn tao. Bay cao, ok luôn. Sống đi. Yay. Còn một miếng nữa. Xử nó luôn em ơi. Trời ơi, con Rillaboom. Còn một miếng xíu nữa thôi. Trận này lâu nhờ. Trận này căng não nhờ. Cái gì đây? Ok. Incineroar. Tụi nó còn một con nữa. Tôi nghi cái con cuối cùng đó phải là con... Chắc là con Flutterman hoặc là con Urshifu. Con nào cũng đáng sợ. Chơi
chơi đơn hệ, chơi team đơn hệ nó hơi cực, hơi nhức đầu nha. Hệ điện thì không khắc chế được quá nhiều, mà trên đấu trường hiện giờ mấy con khắc chế hệ điện nhiều lắm. Xử được một con Rillaboom. Giờ còn con Incineroar nè. Còn con cuối cùng ra đi mày. Rồi nó xử luôn con Thunderous của mình luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giờ còn Zapdos. Nhưng mà hình như trời mưa sắp hết rồi. Đúng không? Giờ trời mưa sắp hết rồi. Theo tôi nhớ là trời mưa chắc còn hai lượt à. Không có rảnh đi kiểm tra nữa. Trời này chưa hết thì lượt sau vẫn còn trời mưa. Giờ Terra thành hệ tiên nè, xong mà giảm tấn công của con Fetterman bằng Snow. Còn Weather Ball thì xài cho con Incineroar. Ok, lượt này mình đi vậy đó. Xuống sát cho tụi bay luôn. Ok, con Vitamin Protect rồi. Nó đang đoán nước đi của mình. Nó có trời ơi, con Cinero tức nha. Trời ơi, rút được một miếng máu của nó hà. Weather Ball, hãy xem đây. Cái gì? Trời đất, nó còn có một miếng máu mà. Trời đất. Nó hết trick room rồi, mình đang, con giáp đó đang nhanh nhất. Ủa không phải, con Flutterman đang nhanh nhất à. Nhưng mà có điều, còn có một miếng máu không xử được con Incineroar là sao? Sao con nó dai quá vậy? Cái gì nữa đây? Ồ, sẽ ra hệ cỏ. Shadow Ball. Đừng chết, đừng. Tailwind. Tôi phải lấy lợi thế tốc độ về cho đội hình nhà đã. Trời ơi, còn có một miếng nữa. Tích nha. Chưa parting shot. Không rút về được nhưng mà vẫn xài được á. Sao chưa rất ghét quá vậy? Không hiểu tại sao lại cho con Incineroar quá nhiều công cụ mạnh vậy luôn á. Tôi nghĩ tôi sẽ bảo vệ con Raging Ball, xong sử dụng Hurricane. Cái này là đánh cược nha. Chứ Hurricane này mà trượt á thì cũng coi như là đi tông luôn chứ sao. Xem đây. What the fuck. Trời đất ơi, nó còn có miếng máu mà. Sao nãy giờ không xử được con nào. Còn có một miếng máu mà cũng sống được nữa, tại sao vậy? Cả hai con đều ném chết luôn á. 2-1 không chột cũng què. Đứa nào què, đứa nào chột. Mày bị confused rồi thì mày. Ôi trời ơi. 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 Giờ còn Incineroar à. Nó chơi cái gì vậy? Fair Blitz. Ok, trận này thua nhưng mà vỗ tay. Trận này thua nhưng mà trận thua hay đó. Trận này thua hay mà. Bên kia đánh hay. Ok. Cái trận thua này đáng được học hỏi.
Ok luôn. Căng thế. Giờ qua trận 3 thôi. Trận 3 này. Trận 3 này có Calyrex rồi nè. Có Calyrex. Tôi sẽ mang thẳng con Mirador luôn, không cần giữ gì nữa. Cho con Mirador ra đầu luôn. Sau đó thì Charizard chắc chắn. Xong rồi Raging Ball. Ok không? Ok liền anh yêu ơi. Vô nè. Tôi coi bên kia cho con gì ra nha. Bên kia có xuống sát luôn không? Cho con Mirador ra xuống sát. Nó vẫn giống mình luôn. Bình thường là mình hay giữ con cấp cao ở dưới cùng lắm. Bây giờ chơi thẳng luôn. Hadron Engine. Bây giờ tôi nghĩ là tôi nên Terra cho con Thunderous liền. Thành hệ bóng tối. Để tránh bị con Tornadus dùng Taunt. Xong sau đó thì tôi sẽ Thunder Wave cho con Calyrex. Còn con Mirador thì tôi sẽ bảo vệ. Nước đi hoàn hảo. Ủa bên kia cũng Terra luôn. Ghê. Tâm đầu ý hợp nha. Xuống sát luôn với mình hả? Bên này cũng Terra luôn cưng ơi. Cả hai đứa đều mới vô trận mà máu lửa thế. Bên đó không dùng Taunt. Bên đó xài Tailwind. Đấy, cho nó bị tê liệt đi. Nó sẽ có 25% khả năng không làm được gì hết. Và nó không làm gì được gì thiệt. Yeah. Bây giờ tiếp theo là tôi sẽ hạ hai bậc tấn công đặc biệt của nó xuống bằng chiêu Eerie Impulse. Không ngờ tới cái gì mày không thể nào taunt tao được. Nó không thể nào ngăn tôi sử dụng chiêu hỗ trợ được. Nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ cho Rillaboom ra. Đúng không? Nếu tôi đoán đúng. Chứ gì nữa. Để giảm sát thương của con Mirador. Ok, đồng ý. Nếu là tôi cũng sẽ làm vậy. Nhưng có ngờ tới không? Giảm hai bậc tấn công đặc biệt rồi cưng. Cưng giờ què quạt rồi cưng. Vị thần giờ què quạt rồi vị thần ơi. Vĩnh biệt nha. Chưa nhưng mà được. Cũng có ngày lắm. Cũng có ngày tao tiễn mày về suối vàng thôi cưng. Bây giờ thì tôi có nên tiếp tục. Ok, tôi tạo trời mưa đi. Xong sau đó tôi sẽ cho con Charizard ra. Hay là Raging Ball ra ta? Con Raging Ball ra thì nó có thể kháng được con Calyrex đó. Nhưng mà để tránh phát cao của con Rillaboom nữa, tôi phải giữ con Mirador lại để đè môi trường cỏ của con Rillaboom xuống. Mà muốn làm được vậy chúng ta phải hạ được con Rillaboom. Bây giờ con Calyrex không phải là vấn đề đáng sợ nữa. Chỉ có điều là họ sẽ để con Calyrex ở đó luôn hả? Không rút nó về hết á? Không rút con Calyrex về luôn. Thiệt sự vậy luôn. Tất cả đều được hồi máu. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ dùng Wild Storm. Xong sau đó dùng chiêu Snow để giảm sát thương của con Calyrex.
Nếu mà được thì tôi hy vọng là Chill Snow xử luôn Calyrex. Ủa gì vậy? Sao mà nó dùng phép cáo? Calyrex bị tê liệt nữa rồi. Thắng rồi nha con. Không còn đường nào thoát nha con. Bên kia hơi tự tin về con Calyrex á. Tôi chơi con Calyrex rồi thì thấy nó mỏng. Nơi mà xài không đúng thì con Calyrex dễ bay màu lắm. Ok, bên kia hết Tailwind rồi. Còn gì tiếp theo đây? Có gì là tao chấp hết. King Gambit. Ok, con này hệ thép. Hơi khó nhờ. Tôi nghĩ là tôi sẽ qua Bostorm đó ta. Thôi Thunder Wave vô con Rillaboom. Xong sau đó tôi sẽ làm gì? Mày làm gì đây? Nhất định là phải xử được con Rillaboom rồi đó. Để chút nó không có rút về rồi nó đè môi trường cỏ lên. Nên bảo vệ để coi bên kia nó sẽ xài chiêu gì. Bởi vì tôi không biết con King Gambit có thể xài chiêu gì. Trời ơi, da đau mày. Vậy là họ nhắm vô con Tenorus. Ok, có diễn King Gambit không có một cái mẹo nào hết. Không có bài tẩy nào hết, ok. Hy sinh con Lenorus vậy là được. Mình vẫn còn bao nhiêu con? Mình vẫn còn bao nhiêu con vậy ta? Mình vẫn còn 3 con mà đúng không? Thế tôi đoán đúng. Mình vẫn còn 3 con nữa. Giờ Chacha bớt ra nè. Tăng sát thương lên nè. Yeah. Tôi sẽ dùng lân để hạ con Rillaboom. Còn đối với con King Gambit, tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng Thunderclap. Lúc này thì một nửa cái máu. Sucker Punch. Nhưng mà có điều mình tốc độ mình nhanh hơn. Cũng đều là chi ưu tiên được cộng 2, nhưng mà mình nhanh hơn cho nên là mình xài được. Còn King Gambit chậm hơn cho nên là nó không xài được chiêu đó. Ok, lợi thế đang nghiêng về chúng tôi. Nếu mà bây giờ mình xài, bên kia đã biết rồi thì bên kia có thay đổi chiến thuật không ta? Tôi nghĩ tôi sẽ dùng lân một lần nữa để hạ con Rillaboom, còn con King Gambit mình cứ Thunderclap thử đi. Con King Gambit làm gì? Yeah, bên bển vẫn không thay đổi gì hết. Tuyệt vời. Eo. Đầu đấy. Giờ sao đây? Chiêu lân này có thể hạ được con Rillaboom không? Yeah, được hạ được nha cưng. Tuyệt vời. Vậy là tụi nó còn có 1 con thôi. Mình còn 3 con lận. Tornadus, ra lãnh đòn cuối đi em. Con Tornadus này chắc cũng không có biến số gì lạ đâu ha. Nhưng mà mình vẫn phải kiểm tra. Không, họ không có đánh ẩu được. Protect, đó, không đánh ẩu nữa. Bên đó chỉ dùng Big Windstorm bình thường thôi. Tôi thắng. Thunderclap một lần nữa và chúng ta chiến thắng.
Tuyệt vời. Và thế là xong trận thứ 3. Và cũng đã kết thúc quá trình sử dụng thêm hệ điện của tôi. Tuần sau thì chúng ta... Tuần sau gì? Chủ nhật tuần này. Hứa, chủ nhật tuần này sẽ có một thêm hệ mới. Và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và yêu quý series này. Bye.